15 câu chuyện, 15 bài học cuộc sống, càng nghe càng hay. Những câu chuyện tuy nhỏ, nhưng nó lại góp mang lại những ý nghĩa to lớn cho cuộc sống. Qua những câu chuyện ngắn này, chúng ta đã học được nhiều điều. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe những câu chuyện ngắn hay nhất về cuộc sống để tìm ra cho mình những bài học bổ ích các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, thiên thần đẹp nhất. Suốt 20 năm qua, tôi đã diễn thuyết trước khán giả thuộc mọi lĩnh vực và thành phần khác nhau trong một ngoại hình rất giống Tổng thống Benjamin Franklin, kể cả trang phục. Một ngày nọ, tôi đã đến thăm và trò chuyện với các em học sinh ở một trường tiểu học. Một học sinh đã giơ tay phát biểu. Cháu nghĩ rằng ông đã chết. Câu hỏi này thật khác thường và tôi đã cố gắng tìm câu trả lời thích hợp. Đúng vậy, ông đã chết vào ngày 17 tháng 4 năm 1790, khi ông 84 tuổi. Nhưng ông không thích như thế và ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Ngay lập tức, tôi đề nghị các em đặt những câu hỏi khác và gọi cậu bé ngồi cuối lớp đang giơ tay xin phát biểu. Cậu bé hỏi tôi, vậy khi ở trên thiên đường, ông có nhìn thấy mẹ cháu ở đó không? Tim tôi như ngừng đập. Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng tôi vào đó. Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình, phải chấp nhận điều này. Tôi hiểu rằng khi cậu bé chỉ mới 11 tuổi đặt câu hỏi đó cho tôi trước mặt các bạn, nghĩa là sự kiện đau buồn ấy vừa mới xảy ra, hoặc có thể là mối quan tâm rất lớn đối với cậu bé. Tôi cũng biết là mình cần phải nói một điều gì đó để an ủi cậu. Sau đó tôi chợt trả lời, ông không chắc là trong những người ông gặp có mẹ cháu. Nhưng nếu đúng như vậy, thì mẹ cháu sẽ là thiên thần đẹp nhất trên thiên đường. Nụ cười trên khuôn mặt của cậu bé đã cho tôi biết rằng đó là câu trả lời đúng. Tôi không biết những lời nói đó đến từ đâu, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ từ một thiên thần đẹp nhất trên thiên đường. Trái tim của kẻ xuẩn ngốc nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người thông minh lại ngự trị trong trái tim. Câu chuyện thứ hai, người luôn lạc quan. Chúng tôi may mắn có được ba cậu con trai tuyệt vời. Cậu con trai giữa, Billy, có biệt danh là người luôn lạc quan. Cậu luôn là người thức dậy sớm nhất, chạy vào giường bố mẹ từ lúc 5 giờ sáng. Dù chúng tôi nhắc nhở rằng phải giữ yên lặng và đi ngủ trở lại, thế nhưng cậu luôn thì thầm giận dỗi. Sáng hôm nay trời sẽ rất đẹp, con nghe được cả tiếng chim đang hót ngoài kia. Khi chúng tôi bảo Billy im lặng, cậu bé lại trả lời, con có nói với bố mẹ đâu, con đang nói với chính con mà. Ở nhà trẻ, cô giáo cho cả lớp vẽ hình một chú hổ. Billy không có năng khiếu vẽ tranh và con hổ của cậu có một mắt nhắm, một mắt hé mở. Khi cô giáo hỏi tại sao hổ con lại nhắm một mắt, Billy trả lời, bởi vì hổ đang nói, ta đang nhìn cậu đấy, cậu bé. Có một lần, cậu tranh cãi với anh trai mình về việc người đàn ông trên truyền hình có phải bị hói thật không. Billy nói rằng, ông ta đâu có hói, ông ta chỉ hói khi nhìn anh thôi. Khi đi khỏi, ông ta có nhiều tóc lắm. Con trai út của chúng tôi mắc phải một căn bệnh trầm trọng về thận vào một ngày thứ ba và qua đời ngay ngày thứ sáu trong tuần đó. Buổi tối sau đám tang của Tanner, tôi nằm cạnh Billy để trò chuyện như thường lệ. Đêm ấy, hai mẹ con nằm trong bóng tối mà không nói gì nhiều. Đột nhiên, Billy nói với tôi, con rất đau buồn vì những gì đã xảy đến cho gia đình chúng ta.
nhưng con còn buồn hơn cho nhiều người khác nữa. Những người khác nào mà cậu bé đang nói đến? Đó là những người chưa bao giờ biết Tanner. Chẳng phải cả nhà mình thật may mắn vì đã có em Tanner trong suốt 20 tháng sau. Mẹ xem, có rất nhiều người chẳng bao giờ có được may mắn để nhìn thấy em cả. Gia đình mình thật là những người may mắn. Câu chuyện thứ ba, không thiếu một người nào. Chad là một cậu bé trầm lặng, nhút nhát. Một ngày nọ, sau khi đi học về, cậu nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Valentine để tặng tất cả các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ thắt lại. Bà thầm nghĩ, ước gì con đừng làm thế. Bởi bà đã từng thấy đám trẻ tan học về vừa đi vừa cười đùa và trò chuyện râm ran. Nhưng Chad chưa bao giờ ở trong số đó. Tuy nhiên, bà vẫn quyết định giúp con mình. Bà mua giấy, keo và bút chì màu. Tối nào, Chad cũng cặm cụi làm để cho đủ cả 35 tấm thiệp. Ngày Valentine đến, Chad rất háo hức. Cậu bé cẩn thận xếp tất cả thiệp vào cặp và nhảy chân sáo đến trường. Người mẹ quyết định sẽ nướng món bánh quy mà Chad rất thích và sẽ đãi cậu cùng với một ly sữa khi Chad tan học về. Bà nghĩ rằng ắt hẳn Chad sẽ rất thất vọng và những điều bà làm sẽ có thể giúp cậu bé dịu đi đôi chút. Bà cảm thấy rất buồn khi nghĩ rằng Chad sẽ chẳng nhận được nhiều thiệp và có thể là chẳng có tấm nào cả. Trưa đến, người mẹ đã chuẩn bị xong tất cả. Khi nghe tiếng bọn trẻ bên ngoài, bà vội nhìn qua cửa sổ. Đám trẻ vẫn cười nói và vui vẻ. Và như thường lệ, Jack vẫn đi một mình ở phía sau. Nhưng cậu bé đi nhanh hơn mọi ngày. Người mẹ thầm nghĩ, có lẽ Jack sẽ òa khóc ngay khi bước vào nhà. Bà thấy hai tay cậu bé trống không, không có lấy một tấm thiệp nào. Và bà nén nước mắt khi cánh cửa phòng bật mở. Mẹ có bánh và sữa cho con đây. Bà cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng cậu bé hầu như không để ý là mẹ đang nói gì. Cậu bước vào nhà, khuôn mặt ngời sáng và luôn miệng nói rằng không một ai cả, không một ai cả. Trái tim người mẹ thắt lại. Và rồi cậu nói tiếp, con đã tặng thiệp cho tất cả các bạn đấy mẹ ạ. Con không quên một ai cả. Câu chuyện thứ tư, cố gắng từng chút một. Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người, nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển. Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói, chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì. Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị dạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy. Chú hiểu rồi, nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao? Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên. Và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi, nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này. Chuck Canfield và Mark Victor Hansen. Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm, cho dù thành công hay thất bại. Câu chuyện thứ năm, sự phục vụ tận tình.
một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng: "Tôi rất muốn được mang theo chú chó nhỏ của mình. Nó rất sạch sẽ và ngoan ngoãn. Liệu ban đêm các ông có thể cho phép tôi được mang nó vào trong phòng không?" Ngay lập tức, người chủ khách sạn đã viết thư trả lời ông như sau: "Tôi điều hành khách sạn này đã nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng bị chú chó nào lấy cắp khăn tắm, đồ ngủ, các đồ dùng bằng bạc hay các bức tranh treo tường trong phòng. Tôi chưa từng đuổi một chú chó nào ngay trong đêm vì say rượu và làm mất trật tự. Và tôi cũng chưa từng gặp trường hợp chú chó nào trốn trả tiền phòng." Quả thực là như vậy. Chú chó của ông sẽ được chào đón tại khách sạn của chúng tôi. Và nếu chú chó ấy bảo lãnh cho ông, thì ông cũng được chào đón đến ở nơi này. Carl Albert và Ron Jenker. Nếu có thể chọn một tính cách cho suốt cuộc đời, hãy chọn óc khôi hài. Câu chuyện thứ 6. Có phải trái đất chuyển động vì bạn? Cô bé Angela, 11 tuổi, mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của cô. Nhưng cô bé không hề nản chí. Dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng cô vẫn hứa với mọi người rằng chắc chắn sẽ có một ngày cô đi lại được. Angela được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt tại San Francisco. Các chuyên gia trị liệu ở đây rất ấn tượng trước sức mạnh tinh thần của cô bé. Họ hướng dẫn cô bé sử dụng phương pháp tưởng tượng để hình dung rằng mình đang bước đi. Nếu điều này không có tác dụng, thì ít nhất cũng giúp cho cô bé có thêm hy vọng và những suy nghĩ tích cực để sống trong những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Angela luôn nỗ lực bằng những khả năng có thể trong mỗi lần tập vật lý trị liệu. Nhưng cô bé vẫn nằm trên giường bệnh và tưởng tượng. Cô hình dung mình đang bước đi và bước đi. Một ngày kia, khi cô bé đang cố gắng nghĩ rằng mình đang đi trên đôi chân của chính mình, thì dường như có một phép màu xuất hiện. Chiếc giường di chuyển. Nó bắt đầu di chuyển quanh phòng. Cô bé thét lên: "Hãy nhìn xem, cháu đang làm gì này? Cháu có thể cử động, cháu đã cử động được." Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, mọi người trong bệnh viện ai cũng đều thét lên và nháo nhác chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng gào thét, đồ đạc rơi đổ và cửa kính lần lượt vỡ tan. Đó là một cơn động đất. Nhưng đừng cho Angela biết điều này. Cô bé tin rằng chính mình đã làm nên điều kỳ diệu đó. Chỉ sau vài năm, cô bé đã trở lại trường học bằng chính đôi chân của mình. Đôi chân không nạng gỗ, không xe lăn. Liệu những ai chứng kiến cơn động đất xảy ra ở khu vực giữa San Francisco và Oakland cũng có thể vượt qua được một căn bệnh nhẹ nào đó không? Câu chuyện thứ 7. Một buổi chiều trong công viên. Có một cậu bé muốn gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới có thể đến được nơi ở của người. Nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh tuyên kỳ và cả 6 hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình. Khi đi qua được khoảng 3 dải phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại cậu mời bà một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé muốn trông thấy một lần nữa. Thế nên cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu.
cậu bé cảm thấy rất sung sướng. Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn vừa mỉm cười, nhưng không nói với nhau lời nào. Khi trời bắt đầu sẩm tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi, hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế? Cậu trả lời, con đã ăn trưa với Thượng Đế mẹ à. Mẹ biết không, người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy. Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà. Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế? Bà hân hoan. Mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng Đế. Con biết không, người còn bé hơn là mẹ nghĩ cơ đấy. Câu chuyện thứ 8. Cho đi rồi sẽ nhận về. Khi đang làm công việc giới thiệu các ca khúc trên đài phát thanh ở Columbus, Ohio, tôi thường hay ghé vào một bệnh viện địa phương trên đường về nhà. Tôi vào các phòng bệnh để đọc kinh thánh cho các bệnh nhân nghe hoặc trò chuyện cùng họ. Đó thực sự là một giải pháp hữu hiệu để tôi có thể quên đi những rắc rối của mình và cũng là cách để tôi cảm ơn Thượng Đế. Chính điều tôi làm đã mang lại nhiều biến chuyển cho các bệnh nhân mà tôi đến thăm. Và có một lần, nó cũng đã cứu mạng tôi. Hôm đó, tôi trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Khi tôi vừa mới mở cửa, một người đàn ông chợt bước ra từ bên hông nhà tôi và hỏi. Chị là Les Brown phải không? Vâng, đúng thế. Tôi trả lời. Tôi đến đây gặp chị vì một thỏa thuận có liên quan đến chị. Ông ta nói. Liên quan đến tôi à? Tại sao cơ chứ? Một nhà tài trợ đang rất tức tối vì số tiền hắn đã phải chịu thiệt khi chị tuyên bố rằng nhóm nhạc đến diễn ở đây không phải là nhóm thật. Vậy anh định làm gì với tôi bây giờ? Tôi hỏi. Không đâu. Người đàn ông phân bua. Tôi sẽ nói cho chị nghe tại sao. Mẹ tôi đang điều trị ở bệnh viện Grand. Bà từng kể cho tôi nghe rằng chị đã đến thăm, trò chuyện và đọc kinh thánh cho bà nghe. Bà đã rất cảm động về một người vẫn thường giới thiệu ca khúc mỗi sáng trên đài phát thanh. Người không hề biết bà là ai, mà lại đến thăm bà. Bà đã viết thư kể tôi nghe về chị khi tôi còn đang ở trại giam ở Ohio. Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng về những điều chị đã làm và rất muốn được gặp chị. Khi tôi tình cờ nghe được rằng có một người nào đó muốn ám hại chị, tôi đã kể lại tất cả về chị, về suy nghĩ của mẹ tôi và của những bệnh nhân trong bệnh viện. Sau khi nghe xong, họ đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện và để cho chị được yên. Câu chuyện thứ 9. Thiên thần mũ đỏ. Ngồi một mình trong quán cà phê, tôi cảm thấy rất lo sợ. Ngày mai, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống. Khả năng xảy ra rủi ro rất là lớn, nhưng tôi vẫn cố bám lấy niềm tin. Thượng Đế ơi, xin người hãy gửi cho con một thiên thần để giúp con vượt qua thử thách ngày mai. Tôi thì thầm khẩn nguyện. Khi ngẩng đầu nhìn lên và chuẩn bị rời khỏi quán, tôi thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi đang chậm rãi bước đến gần quầy tính tiền. Tôi đứng cạnh bà, lòng thầm ngưỡng mộ bộ váy thời trang có hình những cánh hoa màu đỏ và tím rất trang nhã mà bà đang mặc. Cả chiếc khăn quàng cổ, chiếc ghim cài và chiếc mũ màu đỏ tí nổi bật.
xin lỗi bà quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi buột miệng. Bà nắm chặt tay tôi một cách thân ái và bảo, con gái à, ta cảm ơn con nhiều lắm. Ta có một cánh tay giả, và cả cánh tay còn lại cũng phải nẹp sắt. Còn cái chân này cũng không phải thật đâu. Ta phải tốn khá nhiều thời gian để thay quần áo cơ đấy. Ta luôn cố gắng hết sức mình, nhưng lâu quá cũng thành quen rồi. Con đã khiến ta cảm thấy vui lắm. Cầu mong Thượng Đế luôn dõi theo và ban phước lành cho con. Nhìn bà đi khỏi, tôi chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Bà quả thật là một thiên thần mà Thượng Đế đã gửi đến cho tôi. Bằng niềm tin, bạn có thể nhìn thấy cả những vật vô hình. Câu chuyện thứ 10. Những điều khắc ghi trong tôi. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh để chờ một cuộc hẹn, chợt một cảm giác thật kỳ lạ dâng lên trong tôi. Tôi vội kiểm tra để chắc rằng mình đang tỉnh chứ không mơ. Và tôi thấy mình đã đi quá xa so với giấc mơ của bất kỳ một người nào có thể có được. Mỗi suy nghĩ của tôi giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Và tôi ngạc nhiên trước sự an bình của mỗi phút giây lặng lẽ trôi qua. Rồi đột nhiên, gương mặt của mẹ tôi xuất hiện. Gương mặt của bà trước khi mắc phải căn bệnh Alzheimer quái ác, làm bà mất cả trí nhớ, không thể cảm nhận về con người và sụt hơn 22 cân. Mái tóc màu bạc tuyệt đẹp của bà uống quanh khuôn mặt thanh tú. Bà trông rất thật và gần gũi, đến mức tôi có cảm giác như mình có thể đưa tay chạm vào. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa choi, loại nước hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất. Dường như bà đang chờ đợi một điều gì đó và không nói gì cả. Mẹ ơi, con rất tiếc là mẹ phải chịu đựng căn bệnh khủng khiếp ấy. Tôi nói. Bà nhẹ lắc đầu, như thể bà hiểu được tôi đang nói về những khổ sở bà đã phải trải qua. Rồi bà mỉm cười, một nụ cười thật trìu mến, và nói một cách rành mạch. Nhưng những gì mẹ nhớ chỉ là tình yêu của con mà thôi. Nói rồi bà biến mất. Tôi rùng mình khi căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo, và tôi biết rõ rằng chỉ có tình yêu mà chúng ta cho đi cũng như nhận được mới là tất cả những gì chúng ta nhớ đến. Mọi nỗi đau đều sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là còn lại mãi mãi. Những lời nói của mẹ tôi là những điều quý giá nhất mà tôi đã từng được nghe, và giây phút đó khắc sâu mãi trong trái tim tôi. Câu chuyện thứ 11. Những người bạn. 21 năm về trước, chồng tôi mang Sam, một chú chó giống Đức 8 tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ gắn bó rất đặc biệt trong suốt hơn 14 năm sau đó. Tưởng như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được điều đó. Một ngày nọ, vợ chồng tôi quyết định chuyển từ căn hộ chung cư ở New York sang một ngôi nhà mới ở New Jersey. Sau khi chúng tôi dọn đến được một thời gian, người hàng xóm của chúng tôi có con mèo vừa sinh con và hỏi chúng tôi có muốn mang một con về nuôi không. Chúng tôi hơi e ngại sự ganh tị từ phía Sam và không biết nó sẽ cư xử thế nào khi lãnh địa của nó bị xâm phạm. Nhưng chúng tôi cũng thử liều một phen và đồng ý nhận nuôi một chú mèo con. Chúng tôi chọn một con màu xám, trông như một nắm lông nhỏ tinh nghịch. Nó cứ không ngừng chạy lanh quanh khắp nhà. Nó đuổi theo mấy con chuột và sóc mà nó tưởng tượng ra, nhảy nhót từ bàn này sang ghế nọ chỉ trong chớp mắt, nên chúng tôi gọi nó là tia chớp.
Thoạt đầu, Sam và Tia Chớp rất cảnh giác và luôn giữ khoảng cách với nhau. Nhưng dần dần, thời gian trôi qua, Tia Chớp bắt đầu bám theo Sam. Lên lầu, xuống lầu, vào bếp nhìn Sam ăn, ra phòng khách ngắm Sam ngủ. Thời gian trôi qua, chúng gắn bó với nhau như hình với bóng. Khi đi ngủ, chúng luôn có nhau. Khi ăn, lúc nào chúng cũng đứng cạnh nhau. Khi tôi nô đùa với một con, thì con kia cũng tham gia vào. Khi Sam sủa, Tia Chớp liền chạy ra xem đó là gì. Khi tôi dẫn một con ra ngoài, con kia luôn đứng đợi trước cổng đến khi chúng tôi quay về. Mọi việc cứ diễn ra như thế trong nhiều năm. Rồi sau đó, không một dấu hiệu báo trước, Sam bắt đầu bị những cơn co giật và được chẩn đoán là bị suy tim. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để Sam ra đi vĩnh viễn. Tuy vậy, nỗi đau khi phải quyết định chuyện đó chẳng thấm vào đâu so với những gì tôi đã phải trải qua khi để Sam lại trạm thú y và về nhà một mình. Lần này không còn Sam để Tia Chớp ra đón, và tôi không cách nào giải thích cho Tia Chớp hiểu vì sao nó không bao giờ gặp lại Sam nữa. Những ngày sau đó, dường như Tia Chớp rất đau buồn, nó không thể nói ra thành lời rằng nó đang phải chịu đựng những gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau và sự thất vọng trong đôi mắt của Tia Chớp mỗi khi có ai mở cửa, hay niềm hy vọng của nó mỗi khi nghe tiếng chó sủa. Nhiều tuần trôi qua, nỗi buồn của Tia Chớp có vẻ như cũng vơi bớt. Một ngày kia, khi bước vào phòng khách, tôi tình cờ nhìn xuống sàn nhà cạnh bộ ghế sofa, nơi chúng tôi đặt một bức tượng điêu khắc mô phỏng Sam mà chúng tôi đã mua vài năm trước. Nằm kế bên bức tượng, một tay choàng qua cổ bức tượng, Tia Chớp đang ngủ bên người bạn thân của mình một cách mãn nguyện. Câu chuyện thứ 12, một nghĩa cử bình dị. Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, mắt trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã, làm đổ tung sách vở mang trên người. Cùng với hai cái áo len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Mắt cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, mắt được biết tên của cậu là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối trong một vài môn học, và rằng cậu ta vừa mới chia tay với bạn gái của mình. Mắt tiếp tục đi về sau khi tiễn Bill về nhà. Sau đó, mắt và Bill tiếp tục gặp nhau trong trường. Cả hai cùng ăn trưa với nhau một hai lần, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối cùng ở bậc trung học, chờ đợi từ lâu cũng đã đến. 3 tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Mắt xem liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không. Bill nhắc Mắt nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao vào hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? Bill hỏi. Cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ một số thuốc ngủ, và lần về nhà đó là để tự tử. Nhưng khi cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với cậu, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm khoảnh khắc đáng nhớ đó, và có thể cả quãng thời gian tuyệt vời sau này nữa. Cậu thấy đấy, Mắt. Vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách, cậu đã làm được hơn thế rất nhiều. Cậu đã cứu cuộc đời mình đấy. Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn bạn tràn ngập tình yêu thương. Martin Luther. Câu chuyện thứ 13,
cạm bẫy. Những người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cống của Bắc Cực? Là một câu hỏi đã nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời. Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật. Sau đó, họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm. Đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Tối đến, họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc, những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và chảy máu ra. Nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng, nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm. Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó. Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ. Câu chuyện thứ 14. Không bao giờ là quá muộn. Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất. Qua tuần tiếp theo, giảng viên mời các học viên đọc to bản danh sách của mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi người đọc bản danh sách của họ, thì những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm. Đến hơn 101 việc chỉ sau 3 tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng tôi tìm giải pháp cho những hành động đó. Hoặc xin lỗi, hoặc sửa sai để chuộc lại lỗi lầm. Thật tình, tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện những mối quan hệ của mình không? Khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh nhạt, xa lánh. Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như sau. Khi đang ghi ra những lỗi lầm của mình, thì tôi chợt nhớ đến một sự việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chú ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn, đỏ chói. Cảnh sát Brown là đồ khốn. Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông Rao đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Gần 20 năm sau, cái tên cảnh sát trưởng Rao chợt hiện lên trong danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin ở thị trấn Iowa, hỏi thăm thông tin và được biết có một người tên là Roser Brown. Tôi gọi theo số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. Xin chào. Tôi mở lời. Chú là cảnh sát trưởng Brown phải không ạ? Phải. Tôi nghe sau vài giây im lặng. Cháu là Jimmy Corkin đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy. Đầu dây bên kia lại im lặng. Rồi bỗng ông nói như hét lên. Tôi biết mà. Và rồi chúng tôi cùng cười to thật thoải mái và trò chuyện vui vẻ.
Trước khi gắt máy, ông Rao bảo tôi: Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu, bởi vì hai bạn cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi, vì sự thanh thản của chính bản thân cậu. Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm gột sạch tất cả 101 lỗi lầm của mình. Tuy phải mất gần 2 năm, nhưng bù lại, điều đó đã trở thành điểm khởi đầu và là nguồn cảm hứng thực sự thôi thúc tôi chọn cho mình một công việc chuyên hòa giải mâu thuẫn. Cho dù mâu thuẫn, bất hòa hay tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm rằng chẳng bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ và bắt đầu làm lại. Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đều tốt cho chúng ta. Điều quan trọng là phải có thái độ đúng để chấp nhận mới có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị đích thực của nó. Câu chuyện thứ 15. Điều chúng tôi không nói. Con trai Joy của tôi khi mới sinh đã có dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ cam đoan với chúng tôi rằng sau khi chữa trị, cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn. Trong suốt 3 năm đầu đời, Joy phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật, nẹp và băng bó. Năm lên 8, khi nhìn Joy bước đi, bạn không thể nào biết được chân của cậu bé có vấn đề. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Joy rất thích chạy nhảy và thường chơi đuổi bắt cùng các bạn không chút ngại ngần. Chúng tôi đã không nói cho con biết rằng nó có thể sẽ không bao giờ chạy được như các bạn khác. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó. Vào năm học lớp 7, Joy quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hằng ngày, nó đều tập luyện chung với đội. Joy là người chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội. Có lẽ bởi vì cậu bé cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên thì lại là một vấn đề hơi khó khăn với mình. Mặc dù toàn đội đều tham gia tập luyện, nhưng chỉ có một nhóm 7 người giỏi nhất có khả năng mang lại chiến thắng cho trường là được chọn thi đấu. Chúng tôi không nói cho Joy biết rằng nó khó có thể nằm trong nhóm dẫn đầu đó. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó. Joy đều đặn tập chạy từ 4 đến 5 dặm mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 39 độ C hành hạ. Hôm ấy, tôi rất lo lắng, nên quyết định đến trường vào giờ tập chạy sau buổi học để tìm con. Lúc tới nơi, tôi thấy chỉ có một mình Joy trên đường chạy. Khi tôi hỏi, cậu bé chỉ nói đơn giản: con khỏe mà. Nó còn phải chạy đến 2 dặm nữa mới hoàn tất bài tập chạy hôm nay. Những giọt mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt con trai tôi và đôi mắt nó như mờ hẳn đi vì cơn sốt. Thế nhưng Joy vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Chúng tôi đã không bao giờ nói rằng con không thể chạy được 4 dặm khi bị sốt cao. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó. 2 tuần sau, tên các thành viên được chọn vào đội tuyển chạy việt dã được công bố. Joy là người đứng thứ 6 trong danh sách. Con trai tôi đã có mặt trong đội tuyển. Nó là học sinh lớp 7 duy nhất, trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp 8. Chúng tôi đã không bao giờ nói với con mình rằng nó sẽ không thể làm được. Và bởi vì chúng tôi không bao giờ nói điều ấy, nên Joy không hề hay biết. Nó chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi. Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh. Chỉ có thời gian mới đủ sức chuyển biến một kẻ tầm thường thành vĩ nhân. Và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất.